Chào thầy cô và tất cả các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trần Hồng Doan, sinh viên khóa 1 của Đại học EDX. Mã số sinh viên của tôi là COV019HP08, chuyên ngành quản lý marketing. Và sau đây trong video về cảm xúc ứng xử, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết thêm một chút thế nào là mua bán cảm xúc và cân bằng cảm xúc là gì, chúng ta cần phải có những kỹ năng gì, hay là chúng ta sẽ có một số những cách làm như thế nào để chúng ta có thể cân bằng được cảm xúc trong cuộc sống này. Thì đầu tiên các bạn hãy đi vào mua bán cảm xúc trước nhé. Thì chúng ta hãy định nghĩa một chút cảm xúc là gì. Thì tôi sẽ định nghĩa một cách đơn giản. Cảm xúc đó chính là những biểu hiện tâm trạng hàng ngày bạn có. Đó là vui, buồn, tức giận này, khinh bỉ này, ghen tị này, hay là ngạc nhiên chẳng hạn. Và tất nhiên là cảm xúc của con người chúng ta thì sẽ, thì khi mà chúng ta kể ra hay liệt kê ra thì nó có rất nhiều, đúng không? Nhưng mà hãy tóm gọn lại một chút thì con người của chúng ta chỉ có 7 cảm xúc cơ bản mà thôi. Và nếu như bạn nào đã xem những video trước thì các bạn có thể thấy các bạn có thể biết 7 cảm xúc đó là gì. Đó là vui, buồn, giận dữ, khinh bỉ, ghen tị, ngạc nhiên. Và khi mà chúng ta, và từ 7 cảm xúc đó thì sẽ hình thành lên một số những cảm xúc nhỏ khác, đó chính là giống như đôi khi chúng ta sẽ có cảm giác là cảm xúc là bối rối này, chúng ta sẽ lo lắng này, hay là chúng ta sẽ cảm giác thẹn thùng chẳng hạn. Đấy chính là một trong số những cảm xúc phụ của con người của chúng ta. Còn đâu về cơ bản thì con người của chúng ta chỉ có 7 cảm xúc mà thôi. Tiếp nữa, mua bán cảm xúc. Khi mà nói như vậy thì một bên bạn suy nghĩ đến cảm xúc, một bên bạn sẽ suy nghĩ đến tiền, đúng không? Nhưng thật ra về suy nghĩ của tôi thì cũng không hẳn mua bán cảm xúc. Chúng ta có thể hiểu đấy là một sự trao đổi về mặt giá trị. Chúng ta trao đổi cảm xúc với nhau, chúng ta tạo cho nhau cái sự thoải mái đi, nghĩa là giống như là chúng ta trao cho nhau cái niềm vui thì sẽ giúp cho hai bên đều có niềm vui, đúng không? Đấy, chúng ta còn gọi là chia sẻ niềm vui, chia sẻ nỗi buồn ấy. Và một ví dụ nữa đó chính là đôi khi bạn cũng có thể hiểu đó là chúng ta sẽ dùng tiền để mua bán cảm xúc, giống như là doanh nghiệp A và doanh nghiệp B chẳng hạn. Doanh nghiệp A và doanh nghiệp B thì họ đều có những sản phẩm chất lượng như nhau, nhưng tại sao doanh nghiệp A họ lại thành công hơn? Bởi vì ở đây họ đã nắm bắt được sự mua bán cảm xúc, như là sự trao đổi cảm xúc chẳng hạn. Với khách hàng, khi mà họ bỏ tiền ra họ mua một sản phẩm gì đó, họ không chỉ mua sản phẩm mà họ còn mua cái dịch vụ chăm sóc của chúng ta. Và tại sao họ lại yêu thích dịch vụ chăm sóc? Bởi vì khi đến đây họ cảm nhận được, họ được quan tâm, họ thấy đội ngũ nhân viên nhiệt tình, họ thấy được rằng mình có giá, kiểu như là mình có một tầm quan trọng nào đó, mình có một vai trò gì đó, và họ cảm nhận được sự nhiệt tình chăm sóc, sự vui vẻ khi đến nơi đây để mua hàng. Và khi công ty A biết được điều đó thì họ tận dụng điều này vào trong việc kinh doanh thì sẽ thấy khách hàng thoải mái hơn. Khi mà bạn đi đến một nơi bạn mua sản phẩm mà bạn cảm thấy đội ngũ nhân viên nhiệt tình chu đáo, bạn cảm nhận được cái sự tôn trọng từ đối phương chẳng hạn, thì bao giờ bạn cũng sẽ có thiện cảm hơn. Và thông qua cái sự mua bán cảm xúc này thì nếu mà doanh nghiệp nào biết thì họ sẽ áp dụng được vào trong kinh doanh, thì sẽ có rất nhiều khách hàng tiềm năng, cũng như là sẽ có rất nhiều khách hàng gọi là khách hàng quen ấy, khách hàng quen đã mua lâu ở đây. Đó chính là điều tôi hiểu về mặt mua bán cảm xúc. Mua bán cảm xúc là sự trao đổi giá trị với nhau, giúp cho nhau cảm giác vui vẻ và hạnh phúc hơn trong cuộc sống này. Sang điều thứ hai, đó chính là cân bằng cảm xúc. Thì ở đây khi mà nhắc đến cân bằng cảm xúc thì nếu mà để nói về định nghĩa khái niệm thì càng định nghĩa sẽ khiến cho các bạn có hiểu hơn. Nhưng mà tôi sẽ muốn nói đến một câu ở đây có lẽ là nó sẽ khái quát được rõ vì sao chúng ta cần phải cân bằng cảm xúc. Con người của chúng ta cần phải học cách làm chủ và cân bằng cảm xúc để cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần, khởi tạo và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp. Bởi vì khi mà cảm xúc của chúng ta là vốn dĩ đã được sinh ra, chúng ta không thể nào bác bỏ nó được, cũng như là chúng ta không thể nào điều khiển nó được, nhưng chúng ta có thể cân bằng được nó và điều chỉnh được hành vi của bản thân chúng ta. Bởi vì bạn nên hiểu rằng trong cơ thể của chúng ta, cũng như là trong não bộ của chúng ta, có hai loại hormone gọi là hormone hạnh phúc và hormone tiêu cực đấy. Thì khi mà hormone hạnh phúc tiết ra sẽ khiến cho cơ thể bạn khỏe mạnh hơn, còn hormone tiêu cực tiết ra sẽ làm hại cơ thể của bạn. Chính vì vậy là và hai hormone này luôn luôn là điều tiết ra, nó không hề ngừng, nó không bao giờ ngừng, bởi vì cảm xúc nó vốn đã được sinh ra trong mỗi cơ thể của chúng ta rồi. Nhưng mà
Khi mà bạn biết cân bằng cảm xúc, bạn sẽ duy trì được cái lượng hormone tích cực tiết ra nhiều hơn, áp chế được cái lượng hormone tiêu cực để giúp cho cơ thể bạn có một sức khỏe dồi dào hơn. Và một điều chú ý ở đây đó chính là khi mà bạn sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, ma túy thì bạn sẽ đạt được một sự hưng phấn nào đó. Đây là một điều chắc chắn và chúng ta không thể nào bác bỏ được. Nhưng cái sự hưng phấn này không hề khiến cho sức khỏe của bạn tốt hơn, mà nó khiến cho sức khỏe tinh thần của bạn bị quá sức và cũng như là cơ thể của bạn bị sẽ bị kiệt quệ. Nên là khi mà bạn buồn hay là khi mà bạn muốn áp chế hormone tiêu cực thì bạn không nên sử dụng những cái biện pháp mang tính tiêu cực lớn như vậy, mà bạn hãy cân bằng và bạn tìm niềm vui bằng 7 cách cân bằng cảm xúc mà tôi chia sẻ sau đây. Thứ nhất đó chính là thay đổi quan niệm sống. Chúng ta là sống là vì ngày hôm nay. Chúng ta không thể nào thay đổi được quá khứ, bởi vì ngày hôm qua là cả quá khứ rồi. Bạn không thể nào thay đổi được quá khứ, bạn không thể nào thay đổi được thất bại trong quá khứ. Vì vậy nên đừng để ý đến những điều trong quá khứ, mà chỉ lấy đó để làm bài học cho tương lai và cho ngày mai của bạn. Và cũng không nên ngủ quên trên chiến thắng của quá khứ mà thiếu đi động lực cố gắng hàng ngày. Đó chính là hai điều đơn giản mà tôi muốn gửi gắm ở trong cách đầu tiên, đó chính là sống vì ngày hôm nay. Thứ hai đó nha, đừng để ý những điều nhỏ nhặt. Chúng ta hay học cách là trong vuông ngoài tròn, nghĩa là trong bạn hãy tự nghiêm khắc với bản thân mình, luôn luôn chỉnh đốn bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng đối với những người bên ngoài, bạn hãy học cách bao dung với họ, tránh tránh để ý quá nhiều đến tiểu tiết, bởi vì khi bạn để ý đến tiểu tiết của người khác, bạn sẽ cảm giác họ, nghĩa là đôi khi bạn sẽ cảm giác là bực tức và lo lắng. Nhưng bạn nên hiểu rằng mỗi người sẽ có một cách sống và có một quan điểm sống riêng. Chúng ta không thể nào thay đổi được cái quan điểm sống của đối phương quá nhiều. Vì vậy chúng ta hãy học cách bao dung đối với họ. Điều thứ ba đó chính là học hỏi và sống trong môi trường tích cực. Nghĩa là cái điều này chắc là ai cũng sẽ hiểu thôi. Bởi vì khi mà bạn làm trong một môi trường hạnh phúc tràn ngập niềm vui thì bạn cũng sẽ cảm giác thoải mái hơn. Bạn sẽ cảm giác công việc làm nó nhanh chóng và hoàn thành xuất sắc và tốt hơn sau một môi trường đầy áp lực và khiến cho bạn không thể nào nở được niềm vui. Bởi vì lúc đó bạn chỉ cảm thấy cuộc sống này là một gánh nặng và bạn không hề muốn mang vác nó. Và bạn sẽ học, nếu người nào mạnh mẽ sẽ học cách vượt qua, còn nếu những người nào yếu đuối sẽ học cách bỏ cuộc. Điều thứ tư đó chính là chấp nhận những điều hiển nhiên. Chấp nhận những điều hiển nhiên ở đây là gì? Bởi vì có một số sự việc xuất hiện trong cuộc sống này và bạn không thể ngăn cản nó, thì bạn hãy học cách chấp nhận. Bởi vì nếu không bạn sẽ chỉ thấy được sự bực tức và lo lắng. Và bạn nên hiểu rằng có một số việc khi mà bạn đã lo lắng thì nó sẽ cũng sẽ không thay đổi. Quyết định chấp nhận thì sẽ giúp bạn có một cái tinh thần tỉnh táo hơn để bạn có thể tìm ra được những biện pháp để giải quyết nó một cách nhanh gọn lẹ. Điều thứ năm, mang đến niềm vui cho người khác. Mang đến niềm vui cho người khác nghĩa là bạn đang lây lan hạnh phúc cho đến tất cả mọi người. Và khi bạn học cách lây lan cảm xúc, nghĩa là lây lan hạnh phúc, nghĩa là bạn đang tạo cho môi trường sống của mình một môi trường sống tích cực hơn. Và tất nhiên khi mà ai sống trong môi trường đó thì không những bạn cảm nhận được niềm vui mà tất cả mọi người xung quanh đấy cũng cảm nhận được niềm vui từ bạn. Và từ đó bạn sẽ học được cái cân bằng và làm chủ được cảm xúc. Điều thứ sáu đó chính là chấp nhận sự vô ơn. Bởi vì khi mà bạn giúp họ thì chưa chắc họ đã giúp lại mình. Không phải lúc nào cũng như vậy, không phải lúc nào ai cũng biết học cách nói lời cảm ơn hay là báo đáp. Nhưng mà như vậy thì bạn cũng không nên buồn lòng, bởi vì không được như ý muốn mà bạn cần phải cảm thấy may mắn, bởi vì bạn đã có khả năng giúp đỡ cho người khác. Nghĩa là bạn đã đủ đầy rồi thì bạn mới có thể giúp đỡ cho người khác. Và bạn cũng không nên nản chí nếu như bạn không được nhận được sự biết ơn từ họ, bởi vì khi mà bạn đã biết giúp đỡ người khác thì bạn đã trở thành một bông hoa đẹp trong mắt của những người xung quanh rồi. Điều số 7 đó chính là hãy làm hết sức mình. Và đó cũng chính là điều cuối cùng mà tôi muốn gửi gắm đến tất cả các bạn. Luôn luôn nỗ lực làm việc hết mình, đặt ra mục tiêu, cố gắng tiến về phía trước. Và trong đôi lúc bạn có thể gặp những lời chỉ trích, bạn sẽ gặp những lời phàn nàn, sự không hài lòng từ người khác, những người muốn kéo bạn xuống, muốn đạp bạn xuống khỏi con đường thành công. Nhưng bạn hãy suy